Hello mọi người, hôm nay cả nhà mình đi lên chỗ cô là để lên cái khu đó để cái đám cái chỗ mà nhà hàng người Việt, nhưng mà tới 6 giờ mới mở lận, nên tạm thời tụi mình đi ăn cái nhà hàng khác đi, để đi dịp khác đi bây giờ, chứ có biết cái nhỏ dắt nó đi vòng 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 nãy giờ nó cũng hơi mệt rồi. Trên đây có nhiều rất là nhiều cảnh đẹp luôn, nhưng mà tại vì ngay đa phần là trên cái đường cao tốc không à, không có ngừng được á, chạy nhiệt độ tốc độ cao khá cao á, nên quay rất là khó. Đều là nho. Đây là nhà thờ. Đẹp quá. Đẹp thật quá. Đẹp quá. Thôi đi. Vậy thôi á. Sạch hết rồi.